chào các bạn đã đến với phố Bosa Cali. Năm 2020 xin chúc các bạn được hạnh phúc bên gia đình và luôn luôn thành công trên mọi lĩnh vực. Mời các bạn đi cùng với mình chợ hoa ở Phước Lộc Thọ nha. Bây giờ mình đi vô chợ bông nha. Các bạn ha, đây là những cây mai đào ha. Còn mấy này là bông cúc nè ha. Còn đây là miếng cầu xoài, dưa bưởi để trưng mấy ngày Tết ha. Nó nguyên dàn bông cúc ha. Năm nào thì ở đây cũng trưng bán vậy ha, 14 15 ngày ha. Còn đây là mai rừng, nó gọi là mai rừng ha. Nó có hai cỡ, một cỡ nhưng mình nhớ không là 20 cỡ, 30 25 vậy đó. Còn đây cũng có bán lan nè ha. Mấy cây lan nhỏ nè, chậu lớn nè, nằm dưới nè mấy cây lan nhỏ trưng ở trên nè ha. Đây, đó, nó gọi là mai rừng ha. Đó, cái này thì nó cũng dễ bung, dễ nở lắm. Các bạn chỉ cần bỏ nước ấm ấm vô là nở liền luôn á. Nè, đào có nè ha. Có mấy cái lồng đèn đỏ để trưng trong nhà, có mấy cái pháo giả nữa ha. Bạn thấy không, ở đây năm nào nó cũng có bán ha, mỗi năm ha. Nếu mà có ai có dịp đi Cali thì nhớ đi chợ bông ở Phước Lộc Thọ ha. Mấy năm nay bán nhiều chỗ lắm nha. Đây nó, đây nó có mà nó lồng đèn này ha, bao lì xì nè ha, thấy không đó. Còn ở bên đây thì nó có là bông mai giả nè, đào giả nè, nó không ai muốn chân thiệt mua về cắm, pháo nè, bao lì xì nè, nó thích cái ben nè. Thank you.
các bạn ơi, à, bây giờ mình đi qua bên phía bên hàng ăn ha. Hồi nãy là bên hàng bông, bây giờ là cái này là phía bên hàng ăn á. À, mùa hè thì nó cũng có một cái hàng ăn như vậy ha, nhưng mà nó hai bên luôn, phía bên chỗ bán bông với phía bên đây mùa hè là, à, nó bán cũng nhiều lắm, đồ chơi rồi đồ ăn nướng, mực nướng nè, ở đây nè ha, năm nào mấy người nào cũng bán vừa hè vừa như gì hết á. Thấy các bạn thấy không, này bánh của bên Sóc Trăng, đây là của Sóc, bên Sóc Trăng đặc biệt, đặc sản của Sóc Trăng vậy. À, để mình quay lên cho cậu lại lên đó, đặc sản của Sóc Trăng ha. Đây có bán cát gỏi nước mía rồi nè ha, đó nước mía, bán bắp nè ha, thịt nướng nè ha, bạn vừa nếu mà có tới mùa hè với mùa Tết nè thì nên ghé nha. À, bánh kẹp, các bạn thấy có bánh kẹp không, đổ bánh kẹp tại chỗ luôn ha. À, nó bán cũng nhiều món lắm nhưng mà mình cũng đi lâu mình cũng không nhớ được món nào là món nào ha, nhưng nếu các bạn có tới Phước Lộc Thọ thì nên đi chợ đêm. Đây chỗ này bán thịt nè, coi nè, coi trảo nè, wow đã chưa, một sâu thịt như vậy thì mình hồi trước là 3 đồng đó, bây giờ thì mình không biết là như ha. Còn đây là bột chiên ha, bắp nướng ha, ở đây cũng có một cái dãy thịt nướng với bắp nướng này ha. Đó,